카레도 많이 나오고 눈이 눈곱이 많이 나오고 Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay rất vui mừng được gặp lại các bạn trong video lần này. Vâng, các bạn biết đấy, khi mà chúng ta đau tai hay là chúng ta bị nghẹt mũi hay là đau họng thì chúng ta đến bệnh viện nào ạ? Vâng, đúng rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện về chuyên về tai mũi họng, đúng không ạ? Hay là đến các khoa về tai mũi họng. Hôm nay Huyên và bé nhà Huyên, thực ra mùa này ở bên Hàn Quốc thì hoa nở rất là nhiều, nên là phấn hoa đâu đâu cũng có, bay tràn lan ấy cả luôn á. Đậu xe một chút thôi là tí nữa là xe sẽ chuyển thành màu vàng luôn vì phấn hoa. Thế thì Huyên thì này rất là không may mắn, thì qua bên này lại bị dị ứng phấn hoa. Và ngay cả bé nhà Huyên cũng vậy, con gái Huyên cũng bị dị ứng phấn hoa. Thế nên là cứ đến mùa này là đến phải hỏi thăm bác sĩ không ạ? Vậy thì hôm nay Huyên sẽ mời các bạn cùng Huyên đi đến bệnh viện và cách sử dụng tiếng Hàn trong bệnh viện như thế nào. Bệnh viện ngày hôm nay Huyên mời các bạn đi đó chính là bệnh viện về tai mũi họng. Ibi Inhuwa. Vâng, Ibi Inhuwa là về chuyên về tai mũi họng nha. Let's go. Vâng, các bạn để ý kỹ ở đây sẽ đấy có những cái bụi nấm tấm như thế này. Đó chính là toàn bộ phấn hoa. Đấy, đậu ở trên xe của Huyên mới xe được rửa xe được có 2 ngày thôi mà nó đi ra ngoài mà nó đã như thế này rồi. Đây, Huyên chỉ cần quét ra. Đây là không phải là bụi bẩn mà nó là bụi phấn hoa. Là nhìn thấy thì nó sẽ vàng không? Thấy các anh chị em thấy là nó sẽ màu vàng như này. Ở ngoài trời này ở Hàn Quốc này thì những bụi phấn hoa này rất là nhiều, nên những ai mà bị dị ứng phấn hoa sẽ rất là khổ. Lúc nào hầu như là cứ 2-3 ngày là phải đi bệnh viện không à. Đây toàn là bẩn thì ít mà bụi phấn hoa thì là nhiều. Nhưng cái này thì rất là nhiều luôn. Giờ cô Huyên đi bệnh viện nhé. Do là khi mà khám xong thì bé nhà Huyên phải đi học, nên là Huyên đi xe để cho nó tiện. Khám xong về đưa đến trường học cho nhanh luôn ạ. Thoáng ra các mẹ ở bên này đưa con đi học này. Giờ con xe đến đón, các mẹ đứng này đưa con đi học. Bên kia đường là trường tiểu học. Trời lạnh mấy mấy độ, 12, 13 độ nhưng mà bé như Huyên nó rất chi là nóng nên là mặc quần độc cọc này là nó chơi bỏ áo khoác. Bệnh viện này thì ở trên tầng 3, giờ chúng ta đi thôi. Giờ chúng ta sẽ lên tầng 3. Tầng 3 ở đây đó, giáo viên hôm nay Huyên đi vì là dị ứng phấn hoa liên quan đến mũi nên chúng ta sẽ đến Ibi Inhuwa. Đây là không gian của bệnh viện ạ. Đến sớm nên là vẫn chưa có ai cả. Bác sĩ có thể hỏi bạn là 어디 아프세요 hoặc là 어디에 불편하세요, thì mình có thể nói ví dụ như là mình bị đau họng thì mình sẽ nói là 목이 아파요, hay là 코이 막혀요, hay là 콧물이 나와요, hay là 열이 나와요, hay là ví dụ như 눈이 간지러워요. Đó, mình có thể nói những cái từ như vậy ạ. Các bạn lưu ý là những cái giờ nghỉ trưa của bệnh viện là thường là từ 12 rưỡi cho đến 2 giờ nhé. Mình tránh cái giờ đó mình đến là được ạ. 점심시간은 12시 30분부터 2시까지. Đây là buổi sáng trước khi mà bé đi học thì là đến sớm, đi khám sớm. Mình thường 9 giờ bắt đầu. Chưa đến 9 giờ nên hai mẹ con vẫn đang ngồi đợi. Hiện tại chưa có ai cả. Ở bên Hàn này thì những người mà bị dị ứng phấn hoa như Huyên và bé nhà Huyên rất là nhiều luôn. Thì triệu chứng của dị ứng phấn hoa đó là mũi của chúng ta sẽ ngạt mũi này, chảy nước mũi này, bị viêm do mũi. Viêm mũi dẫn đến là sẽ bị viêm mắt luôn, nên mắt lúc nào cũng sẽ ngứa và đỏ. Là rất là khó chịu luôn đấy ạ. Không biết giống cái gì thì giống cái dị ứng phấn hoa với mẹ. Khi bạn nào mới đến bệnh viện lần đầu tiên thì chúng ta sẽ phải ghi ví dụ họ tên này, ngày tháng năm sinh này, hay là địa chỉ.
Còn như là đến lần thứ hai rồi thì chúng ta chỉ cần ghi tên, họ, tháng năm sinh và sẽ chờ đến lượt gọi là được ạ. Bệnh viện này thì có thể là có cả sách cho mình đọc nữa trong lúc chờ đợi. Không gian bệnh viện thì cũng rất là sạch. Khi mà được gọi thì chúng ta sẽ vào. Bây giờ đến lượt nó Huyên và bé nha Huyên. Thì hai mẹ con nên là cùng vào luôn, bình thường từng người một. Khare jo mani naogo. Nuni nungobi mani naogo jugo. Ne nunmuni haru jongil naogdeoreogyo. Khám rất nhanh, xong rồi ngồi đợi lấy kết quả và lấy đơn thuốc ạ. Giờ Huyên đang thanh toán, đang đợi thanh toán. Đây là hai đơn thuốc của Huyên và bé nha Huyên. Thì tí nữa Huyên sẽ cầm đơn thuốc này để xuống dưới hiệu thuốc bên dưới để lấy thuốc luôn ạ. Đây là cho băng trơn là đơn thuốc. Bây giờ mình sẽ cầm cái đơn thuốc này để xuống hiệu thuốc mua thuốc ạ. Giờ Huyên và bé nhà Huyên sẽ vào hiệu thuốc. Hiệu thuốc này Yak Cúc nhé, Yak Cúc. Đến đây chúng ta chỉ cần đưa cho băng trơn cho dược sĩ và ngồi đợi là được ạ. Ở đây thì bán tất cả các loại thuốc này cũng như là thực phẩm chức năng này rất là nhiều luôn. Con chào đi, con chào con bác. Nói to này. Đang đợi mua luôn. Cái đấy là cái gì đấy? Cái này là cái gì? Thắt thắt. Vitamin. Vitamin. Không, mua nhiều không được. Bây giờ nấu hát một bài đi. Hát một bài mẹ mua cho. Hát một bài hát tiếng Việt. 약은 3일 보내셨고요. 이거 따로 드리는 거 항생제입니다. 알약 한 포즈를 먹을 때마다 이거 항생제 하나씩 같이 먹는 거고요. 저녁에만 비염약이 하나 더 있습니다. 아침, 점심, 저녁 써 있는 대로 먹는 거고요. 목 아플 때 먹는 약이랑 풍류약이랑 위장 보호제 한 포즈 하나씩 아침, 점심, 저녁 3일 동안 같이 먹고 저녁에만 이거 알러지 진단치료 하나씩 더 추가해서 먹으시고요. 일주일 보내셨을 때 비염약 하루에 두 번 알러지 질환 치료제로 해주셨고 안약 해주셨어요. 안약도 하루에 두 번입니다. 고생하셔서 12,700원입니다. 네, 2 gói thuốc luôn. Như bé nhà Huyên thì bị nặng hơn nên là chỉ có được 3 ngày. Xong 3 ngày sau thì bác sĩ sẽ bảo đến tiếp. Còn như Huyên thì Huyên lấy thuốc trong 1 tuần. Bé nhà Huyên là phải uống cả kháng sinh luôn á. Vì là mắt là không mở được ra luôn á. Vâng, khi các bạn đến nay hiệu thuốc thì là dược sĩ sẽ cho chúng ta đưa cho chúng ta cách sử dụng thuốc này, có hướng dẫn chúng ta thử sử dụng thuốc rồi đúng không ạ? Và ngay trên cái bìa túi của chúng ta ở đây này, ngược đúng không ạ? Ngay trên cái bìa túi này thì chúng ta cũng sẽ có được biết được rằng là ở đây có những cái thuốc gì, có những cái loại thuốc gì này, tên của chúng ta này, tên dược sĩ có này. Ở đây ví dụ như là sẽ có những cái loại thuốc mà tốt cho gì, phiom, tức là bị viêm mũi này, viêm xoang mũi dị ứng này, rồi những cái thuốc mà như là khô mặc kim. Khô mặc kim ở đây thì là bị những ai bị nghèm mũi á. Khi mà chúng ta ra hiệu thuốc, khi mà hiệu thuốc cấp thuốc là cũng sẽ có ghi có ghi là cái công dụng của từng cái viên thuốc. Và đây thì nó sẽ như thế này ạ. Nguyên tại vì cả mắt nữa không, dì không quan liên quan tới mắt thì nó sẽ có là một lọ thuốc để nhỏ mắt này. Và bên này thì rất là tiện, thì nó in ra từng cái như này cho mình rất là dễ luôn. Vâng, từng ngày, từng buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Ví dụ như Huyên chỉ việc uống là một ngày 2 lần thôi thì nó sẽ ghi là achim,
Vâng, gồm có những loại thuốc gì thì ở đây cũng có ghi ở trên bìa này, có những cái loại thuốc gì, công dụng gì là cũng có ghi hết rồi ạ. Vâng, là báo Hiên buổi tối tròn nhóc. Tròn nhóc ở đây thì là gồm những thuốc gì cũng có, nên là rất là dễ, chúng ta chỉ cần là xé ra như thế này thôi và chúng ta bỏ túi rất là tiện lợi. Nên thấy cái hiệu thuốc ở bên này làm rất là tuyệt vời đó. Quỳ của Huyền là tận bao nhiêu, của Huyền lấy một tuần ạ. Một tuần nên là nó sẽ dài như vậy, dài như vậy nên là chia sẵn cho mình rồi, chúng ta chỉ cần được bỏ túi rất là đơn giản, đi đâu là chúng ta có thể là uống được ạ. Và ở đây thì có ví dụ là có cả in cả giá tiền luôn nha các chị em, ví dụ có bảo hiểm, chưa có bảo hiểm là bao nhiêu, ví dụ như của Huyền chưa có bảo hiểm là khoảng hết là 16.000, tổng là 16.900 tiền thuốc đó, 16.940 won. Thì khoảng bao nhiêu, tầm 300.000 tiền Việt Nam mình đúng không ạ? Nhưng mà có bảo hiểm thì hầu như là giảm một nửa nhé, còn có 7.000 thôi, có mười mấy nghìn. Nên bên này dịch vụ y tế rất là tốt, nên là mình rất là thấy rằng là hiệu đi hiệu thuốc bên này rất là ok. Còn ở dưới này thì cũng sẽ có ghi cho chúng ta là một ngày uống mấy lần, ví dụ như là in y huê, tức là một ngày uống 2 lần. Ví dụ sum ở đây là ghi là sum in bun có nghĩa là ba ngày. Ở đây là chin in bun, đúng là chữ bác sĩ không khác với tôi. Số 7 bóng tiếp nhìn biết số 3 số mấy ạ. Và ví dụ như là uống trước khi ăn hay là sau khi ăn, ví dụ trước khi ăn ở đây là của Huyền thì uống phải là sau khi ăn, xích hu xăm xích bun, tức là uống sau khi ăn 30 phút. Nếu mà ví dụ ở đây có là xích trần xăm xích bun, tức là uống trước khi ăn 30 phút ạ. Hoặc là xích sawa khoản kê ốp si, xích sawa khoản kê ốp si ở đây thì có nghĩa là uống lúc nào cũng được, không liên quan đến thời gian ăn uống, chúng ta sẽ uống lúc nào cũng được. Hoặc là xích hu trực si thì ở đây có nghĩa là gì ạ? Uống ngay sau khi ăn ạ. Vâng, đó thì buổi sáng ở đây là muốn nhạt hơn thiêu si thế đô phục dụng, tức là chúng ta sử dụng thuốc theo như cái mà bác sĩ chỉ định ở đây là có khoanh tròn của Huyền là gì? A chim tròn nhóc đúng không ạ? Của Huyền uống buổi sáng và buổi tối, như của bé nhà Huyền thì bị nặng hơn là uống sáng tối tròn a chim tròn sim tròn nhóc. Và đây có cả phần là chi chim chân, tức là uống trước khi đi thì Huyền cũng phải khám xong rồi phải đưa bé đến trường. Đây là bé nhà Huyền học, trường của bé nhà Huyền học ở đây. Thì ở gần trường nó có những cái phần là Orini Poho Kuyok màu vàng vàng, các anh chị thấy nó có những biển. Thì đây chỉ quanh trường này chúng ta chỉ đi được tốc độ là khoảng là 30 cây thôi ạ. Giờ vào đến trường của bé nhà Huyền rồi. Rồi đưa bé vào trường cho mẹ đi học. Chuẩn bị thả thế sơ, ba chân gộp sơ, xin yêu hoa, bà băng. Mẹ chào con. Thân thân nhau á. Vâng, vừa rồi là các bạn đã cùng Huyền và bé nhà Huyền đi bệnh viện. Và Huyền đã hướng dẫn các bạn là cách sử dụng tiếng Hàn trong bệnh viện rồi đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.